Thời gian phàm phu tu hành thành Phật rất dài. Nguyên nhân tại sao? Vì có tiếng có thoái. Thông thường mà nói thì tiếng ít thoái nhiều, gọi là bồ đề đạo khó hành. Nếu chỉ có tiếng mà không có thoái thì chúng sanh thành Phật không khó. Chỉ có tiếng mà không có thoái thì chỉ có một nơi, một đạo tràng, tức là thị giới Cực Lạc. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, họ cũng không thoái chuyện. Không giống thế giới chúng ta, đời này gặp được Phật pháp, xuất gia tu hành, tu không tốt vẫn đọa địa ngục. Khi đọa địa ngục thì mức độ thoái chuyện lớn. Ra khỏi địa ngục là tu đến địa vị bây giờ, mất bao lâu thời gian? Cho nên người xưa nói, lỡ chân một bước, ân hận suốt đời. Sự hình dung này không giả chút nào. Ngày nay chúng ta gặp được duyên, duyên này có thể nói là vô cùng thù thắng. Nhất định vượt qua quá khứ. Phật pháp truyền vào Trung Quốc 2000 năm, đây là thật không phải giả. Vì sao? Trong 2000 năm này mọi người cảm thấy rất tiếc, vì kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông không có bản hay. Năm loại bản dịch gốc người đọc rồi đều biết. Năm loại sách này đọc rất phiền phức, không dễ. Cho nên mức độ hưởng thụ học tập giảm xuống. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc 95% trở lên đều dùng kinh A-di-đà. Mọi người không dùng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh thứ nhất của Tịnh Độ Tông. Chính vì không có bản dịch hay nên chướng ngại cho sự học tập. Kinh A-di-đà rất hay, đến triều đại nhà Minh mới có sớ sao của Đại sư Liên Trì, viên trung sao của Đại sư U Khê, yếu giải của Đại sư Ngầu Ích. Đây là ba chú giải lớn của kinh A-di-đà. Đại sư Liên Trì phục hưng Tịnh Độ, đến nay đã sắp xỉ 400 năm. Trong 400 năm người niệm Phật giảng sanh,
phải cảm ơn ân đức của Ngài. Bởi kinh Vô Lượng Thọ không có bản dịch hay, cho nên người xưa cảm thấy cần phải có hội tập. Cư sĩ Dương Long Thư triều đại nhà Tống làm công việc hội tập. Ông làm rất tốt. Các vị tổ sư Hoàng Dương Tịnh Tông trích dẫn kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ, Đại sư Liên Trì cũng trích dẫn hội tập bổn của cư sĩ Dương Long Thư. Cho thấy rằng sự ảnh hưởng của hội tập bổn đã triển khai rất rộng rãi. Nhưng bản của Dương Long Thư không được viên mãn. Trong tạng kinh còn có 5 bản dịch gốc, ông ta chỉ thấy được 4 bản. Phần Vô Lượng Thọ hội trong kinh Đại Bảo Tích thời nhà Đường, cư sĩ Dương Long Thư chưa nhìn thấy. Cho nên hội tập bổn này chưa được hoàn chỉnh, trong đó còn thiếu. Ví dụ rõ nhất là Liên Hoa Quả Sanh. Câu kinh văn này chỉ trong bổn của Đường Dịch có mà thôi, những quyển khác không có. Điều này rất quan trọng. Mãi đến năm Hàm Phong triều đại nhà Thanh, Ngụy Mặc Thâm làm hội tập lần thứ hai, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát tâm làm hội tập bổn. Động cơ làm bản hội tập này là từ linh cảm trong bản Ngụy Dịch. Ông dùng là chỉ muốn đem bản Ngụy Dịch này hiểu đến lại lần nữa. Có những chỗ không đủ thì thêm vào làm công việc này. Bản đầu tiên chúng tôi đã thấy rồi, sau đó cảm thấy không thỏa đáng, lại hội tập lần nữa. Là quyển bây giờ chúng ta đang học đây. Ông ta bỏ ra thời gian 10 năm để hoàn thành bản hội tập này. Đây mới là bản dịch hay của kinh Vô Lượng Thọ. Những người này không phải là phàm phu. Phàm phu không làm được công việc này. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là người thừa kế của cư sĩ Hạ. Chính tai nghe cư sĩ Hạ giảng bổn này. Ông nói với tôi, lúc bấy giờ ông ghi chép rất nhiều. Đáng tiếc là toàn bộ đều bị hỏng.
Ngày nay chúng ta nghĩ, có lẽ đó là ý trời. Nếu như số liệu đó vẫn còn, thì giảng nghĩa hôm nay, bình đẳng giác kim giải này không phải là như thế này rồi. Những thứ đó mất đi, ông cũng không nhớ được. Cho nên dùng phương pháp khác, lấy kinh chú thích kinh. Đây là phương pháp của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Một câu kinh văn có nhiều loại chú thích. Trong các loại kinh sách nói như thế nào đều sưu tập hết. Tập chú giải chi đại thành cũng trở thành bản hội tập, lời chú giải bản hội tập. Điều này rất khó, khiến cho chúng ta thấy bộ chú giải này thì thấy được hơn 190 loại kinh luận chủ sở. Thật là không thể nghĩ bàn. Bản thân ông thấy được rất ít, rất ít. Đây là để cho thời hiện đại của chúng ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Người xưa dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Một bộ kinh này là đủ rồi. Vì sao vậy? Vì đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, những giáo nghĩa này đều ở trong đó. Bộ kinh này giống như tiểu tạng kim vậy. Không riêng gì tịnh độ, tổng phương hướng mục tiêu là tịnh độ. Nghiên cứu về một đời giáo hóa của Thế Tôn. Chúng ta đều đã học rồi. Cho nên tôi tin rằng 9.000 năm thời mạt pháp, đạt được bộ kinh này là đạt được đại viên mãn.